rồi lặt vào vườn hoa dại nè. Hello, Abia. Abia. Nhỏ nào đâu rồi? Xin chào cả nhà, hôm nay sẽ quay những cảnh lòng vòng ở khắp nơi, từ bên đảo tới thành phố, đất liền của mình, cảnh của người dân đây đó, này nọ cho cả nhà xem nha. Ở tỉnh bang BC Canada của mình thì nhất là bên đảo rất là dễ dàng bắt gặp những chú nai, những chú gấu. Hôm nay thì gặp được ba mẹ con nai này đã đi lòng vòng trong khu vực của mình nha. Kêu đuổi tôi tới đâu vậy? Con gì để ta dịch dạng cho con. Ai biết đi. Hai chim bên ti. Mẹ nuôi hả? Ừ. Nuôi lớn thịt hay là nuôi làm biển? Nói vậy thôi chứ mình cái gì mà mình nuôi mình cũng là bao nhiêu nợ thịt đâu ha. Không bao giờ anh nói. Về quê mà làm thịt chó, hầu như em toàn em bỏ đi. Mình không cạn người ta ăn được á, mà mình thấy lòng mình không nở nè. Nó nói mấy người rượt tôi tới bao giờ vậy? Con gì đâu cũng sorry, không cố ý đâu nha. Các con gì đâu. Dễ thương quá. So cute. Phải bảo vệ không? Vậy hai đứa con trong này có gấu đó. Ở sân có. Gấu cũng nhờ mấy con này không? Cái này lên được. Thôi đừng đi cái này. Đừng chơi nó nữa. Người ta chạy bán mạng. Và đây là cảnh dọn dẹp rác rưới của người dân sẽ đem đi tới cái bãi đổ rác nha. Nó sẽ cân theo bao nhiêu phao để mà tính tiền khi mình đổ những cái thứ rác này. Và mình phải phân loại ra khi mình đổ rác ở đó nha. Trời rảnh hả? Quá rảnh. Nhà không có gì ngoài một đống rác nha. Rất là nhiều rác. Yeah.
ai đã đến trung tâm đổ rác nè, thấy những thùng container không? Mấy cái thùng kho bự bự đó là mình phân loại ra, loại giấy, loại loại sắt, loại đá gì á, mình phân ra, mình để khác nhau trong mỗi cái thùng như thế này. Và đây là cảnh đứa con gái đi gặp bác sĩ chuyên khoa về mắt nè, để mà thử mắt á. Ở đất nước Canada này thì được chính phủ bao nha. Bao nếu mà bác sĩ gia đình chỉ mình tới bác sĩ chuyên khoa nào thì cũng sẽ được bao để mà... giống như là chỉ mắt nè, chỉ da hay là gì đó, những cái quá trình đầu tiên đa số là được bao hết. Đang ở bãi biển với lại trường học của đứa con gái. I'm at the beach again. Going with this school. Đây là chuyến đi cuối cùng của năm trước khi nghỉ hè của trường học những đứa nhỏ này. It's the last field trip that the school had before summer break. I don't know if I can see you.
cái này cũng có nhiều con ốc nè, snails. Snails. Oh, snails. Oh, the snails. Cái biển này hôm nay thì trời cũng hơi mây, nhưng mà không có gió, cũng ok, không có lạnh lắm nha. Rất là đẹp và sạch.
video đến đây tạm kết thúc. Hẹn gặp lại cả nhà trong những chương trình kế tiếp. Xin chào và tạm biệt. Thank you all for watching. See you again on my next video.